Ngọc Hạnh gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả. Để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 605, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tần Linh giãy giụa trong cơn đau, nhưng không làm được gì. Sức mạnh của tàn ma quá lớn, dù cô ta có dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tàn ma. Tàn ma chậm rãi nhấc cô ta lên bằng một tay, con mắt đỏ máu từ từ di chuyển trên người Tần Linh. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Tôi rất nóng lòng muốn chế tạo cô thành một con rối trang trí cho phòng ngủ của tôi. Nói xong, ông ta giơ tay kia lên. Một luồng khí tức mãnh liệt xoay tròn giữa năm ngón tay của ông ta. Ông muốn làm gì? Tần Linh mở to hai mắt, khó khăn hỏi. Chế tạo một con rối là chuyện rất phức tạp. Đầu tiên, tôi phải móc tim cô ra, sau đó lại cải tạo não một cách hoàn chỉnh. Chuyện này liên quan đến cấm thuật của Thiên Ma Đạo, cô không thể hiểu được. Đương nhiên, cô có thể yên tâm, cô sẽ không giống với những con rối khác, bởi vì cô là một con rối đặc biệt. Tôi đảm bảo sau khi cô trở thành con rối, vẫn có một chút ý thức. Suy cho cùng, một con rối không còn ý thức thì chỉ là vật phế. Cô mà trở thành một con rối không có chút tư duy hoặc tình cảm nào thì chẳng khác nào bình hoa trong phòng tôi. Tản ma nói. Cái gì? Tần Linh kinh hãi, ra sức hét lên. Ông đừng có mơ, thả tôi ra, mau thả tôi ra. E là không thể. Tản ma cười nhạt, đưa bàn tay kèm khí tức tàn bạo về phía tim Tần Linh. Tần Linh hầu như sắp sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời đột nhiên truyền ra từ trong cấm địa. Mặt đất rung chuyển, đám người còn đang chém giết, không kịp đề phòng ngã xuống đất. Tàn ma cũng dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cấm địa. Chuyện gì vậy? Bẩm đại nhân, trong cấm địa của tộc ẩn ma đột nhiên tràn ra lượng lớn sát khí. Một ma nhân chạy tới, chắp tay bẩm báo. Sát khí? Tàn ma sửng sốt, trầm giọng nói. Chẳng lẽ trong cấm địa còn có người nào khác? Chúng tôi không rõ. Tàn ma suy nghĩ một lúc. Lúc này một tiếng nổ vang trời lại truyền ra từ trong cấm địa. Sau đó, từng mảng lớn sát khí giống như gió lọt qua khe hở của cửa cấm địa, tràn ra bên ngoài. Không lâu sau đã che phủ một nửa thôn ẩn ma. Cảm nhận được luồng sát khí đó, tàn ma nhíu mày. Xem ra, trong cấm địa ẩn ma còn giấu thứ gì đó. Đi, mở cửa ra. Vâng, đám ma nhân chạy về phía đó. Không, đừng. Tần Linh như ý thức được điều gì đó, mở mắt to, run rẩy kêu lên. Đừng. Tàn ma nhìn cô ta, nổi hứng thú, cười nhẹ nói, xem ra người trong cấm địa có liên quan đến con rối này của tôi. Nếu như đã vậy, cô đi cùng tôi và xem thế nào. Không, đừng, đừng mở cánh cửa đó ra, cầu xin ông. Tần Linh sắp suy sụp. Cô ta đã mất đi bố, cô ta không muốn ân nhân cứu mạng của mình cũng bị hại. Nhưng cô ta càng xin tha thì tàn ma lại càng thích thú. Ẩm, ẩm, ẩm. Mấy chục cao thủ của Thiên Ma Đạo tấn công cánh cửa cấm địa một cách mãnh liệt, định phá hoại cánh cửa, nhưng đòn tấn công liên tục lại không có hiệu quả gì. Cửa quá cứng. Đại nhân, một người của Thiên Ma Đạo không khỏi quay sang hỏi tàn ma. Không phá được thì đổi cách khác. Tôi thấy trên cửa có lỗ khóa, tìm chìa khóa trên người bọn họ mở ra. Vâng, bọn họ vội đi làm ngay. Không lâu sau, tất cả chìa khóa đã được tìm thấy. Không. Tần Linh gào lên, nhưng không thể ngăn được bất cứ ai. Người của Thiên Ma Đạo cầm chìa khóa cắm vào lỗ khóa, sau đó cùng nhau ra sức, chậm rãi đẩy cửa ra. Cánh cửa từ từ bị đẩy ra. Vù, rất nhiều tà khí xộc ra khỏi cổng, ngay lập tức như một con đập bị rò rỉ, lấp đầy toàn bộ không gian xung quanh. Tất cả mọi người không khỏi run rẩy, kinh hãi trước tà khí đáng sợ này. Khói bụi mù mịt khắp nơi, đến nỗi không thể nhìn thấy ngón tay của chính mình. Tà khí này đậm đặc quá. Tàn ma cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi tà khí dần dần tiêu tán, cảnh tượng bên trong cửa cấm địa dần hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong cấm địa lúc này là một mớ hỗn độn, hàng trăm ngôi mộ của tổ tiên tộc ẩn ma đều bị nổ tung. Những ngôi mộ bị vỡ vụn và nằm rải rác khắp mặt đất. Còn có những phần tứ chi nằm rải rác xung quanh. Mặt đất nứt ra từng chút một, giống như mạng nhện dày đặc cao phủ. Và ở trung tâm khu vực cấm địa có một người đàn ông cởi trần với mái tóc trắng xõa ngang lưng đang đứng sừng sững. Quần của người đàn ông bị rách, anh đi chân trần, quay lưng về phía đám đông và đang thở dốc. Không thể nhìn rõ mặt,
Tà khí xung quanh anh thậm chí còn điên cuồng hơn. Tà khí này dường như chỉ xoay quanh anh, khiến hình bóng anh trở nên mơ hồ, chẳng rõ là tiên hay là quỷ. Nhưng điều khiến người ta sởn gai ốc chính là tấm lưng cường tráng của người đàn ông này, chằng chịt những vết thương như những con giun đất. Tuy nhiên, mặc dù những vết thương này đang rỉ máu, nhưng chúng cũng đang dần hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái gì? Người bên ngoài há hốc miệng, thật là một khả năng tự phục hồi đáng sợ. Vết thương nghiêm trọng như vậy lại có thể chữa khỏi trong vòng 10 hơi thở. Đây là người của thôn Lần Ma sao? Tàn ma bình tĩnh hỏi, rời tầm mắt khỏi bóng người bên trong cánh cửa. Tần Linh nghe thấy âm thanh mới hoàn hồn lại, nhưng cô không để ý đến lời nói của tàn ma mà dùng hết sức bình sinh lên. Anh Lâm, chạy đi, chạy đi! Hả? Bóng người thở hổn hển dường như nghe thấy, lập tức chậm rãi xoay người lại. Đập vào mắt mọi người là một khuôn mặt bị bao phủ bởi tà khí, các đường nét trên khuôn mặt rất mờ, ngoại trừ một đôi mắt màu máu đặc biệt rõ ràng. Ồ, tàn ma mỉm cười, đột nhiên kẹp chặt tay Tần Linh. Tần Linh nhất thời không thở được, dùng cả hai tay đập vào cổ tay tàn ma một cách yếu ớt, nhưng không ích gì. Cô dồn hết sức bình sinh để hét bảo hắn ta chạy trốn, vậy hắn nhất định là người rất quan trọng với cô. Đã như vậy, tôi không thể bỏ lỡ màn kịch hay này. Thế này đi, tôi sẽ xé xác hắn trước mặt cô, móc mắt hắn ra, còn cắt từng bộ phận trên người hắn. Để hắn đau đớn mà chết đi, phản ứng của cô sẽ như thế nào nhỉ? Tàn ma híp mắt hỏi. Tần Linh đồng tử trong nháy mắt co rút lại, đầu óc trống rỗng. Không, đừng, đừng! Cô hét lên đầy khó khăn, vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng mà cô càng như vậy, sự vui sướng và phấn khích trong mắt tàn ma càng mãnh liệt. Chỉ là tàn ma không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của những người dân thôn ẩn ma khác khi nhìn vào bóng sáng đó. Cậu ta thực sự không chết sao? Trưởng thôn lắp bắp trợn mắt há hốc miệng chết lặng. Sao có thể như vậy? Cậu ấy sống sót sau tất cả những kiếp nạn đó sao? Không phải, đây không phải sự thật. Bà lão gần như phát điên. Lúc này người trong cửa quay người đi về phía Tần Linh, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm tàn ma. Giao cô ấy cho tôi, bóng người khàn giọng nói, âm thanh cực kỳ khó nghe và chói tai. Mày muốn nó sao? Tàn ma cười nhạt hỏi, sau đó buông tay ra. Tần Linh yếu ớt ngã xuống đất, bóng người hơi khựng lại, và giây tiếp theo cả róc. Tàn ma giẫm lên cánh tay của Tần Linh. Á! Cánh tay bị gãy, cơn đau dữ dội khiến Tần Linh thét lên đau đớn. Bóng người hoàn toàn dừng lại, yên lặng nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt đẫm máu. Mày muốn nó sao? Đến đây đi trước khi tao giết nó. Tàn ma cười nói. Tàn ma rất thích cảm giác này, cảm giác được giày vò người khác. Ông ta luôn tin rằng quan sát người lúc họ đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất là có thể hoàn toàn nhìn thấu họ. Nhìn thấu kẻ khác chẳng phải là một niềm vui hay sao? Tần Linh nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, cơn đau dữ dội khiến cô gần như ngất đi. Nhưng cô vẫn giữ được ý thức và khó nhọc nhìn về phía bóng dáng kia. Anh Lâm, mau, mau chạy đi, mau lên! Giọng nói yếu ớt của cô vọng tới, nhưng vào giây tiếp theo, tàn ma lại giậm mạnh một cái nữa vào mắt cá chân của cô, lực khổng lồ trực tiếp nghiền nát mắt cá chân của Tần Linh. Cơn đau kinh hoàng lại ập đến, Tần Linh mồ hôi lại đầm đìa, răng sắp nghiến nát đến nơi và cũng sắp mất đi. Ai cho phép cô bảo hắn chạy đi? Tàn ma trịnh thượng nhìn xuống Tần Linh đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói, cô sẽ là vật trang trí của tôi, vật phẩm của tôi. Còn hắn là con mồi của tôi sẽ không cho phép vật phẩm của tôi khiến con mồi của tôi chạy mất. Nói xong, ông ta lại đạp vào bụng Tần Linh một cái. Phụt, Tần Linh nôn ra máu, gần như không còn sức lực. Bóng người không nói chuyện, lao nhanh về phía trước. Tà khí bạo ngược gào thét xung quanh anh như một cơn lốc. Muốn cứu cô ta sao? Vậy thì mày phải hành động nhanh lên. Bây giờ tao sẽ lột da của ta ra trước để cho bầu không khí nóng lên một chút. Tàn ma mỉm cười, lập tức vươn tay chụp lấy Tần Linh. Tay chân của Tần Linh yếu ớt buông thõng xuống đất, không còn sức lực để chống cự. Tàn ma lập tức duỗi ra 5 ngón tay, siết chặt lấy cổ Tần Linh, móng tay sắc bén đâm vào làn da trắng nõn của cô. Chỉ cần ông ta đột ngột dùng lực kéo xuống, da của Tần Linh sẽ bị hắn ta lột sạch. Nhận thấy có điều không ổn, bóng người lập tức tăng tốc lao tới. Vút, vù vù. Gần như cùng lúc, 4 ma nhân mạnh mẽ lao ra từ bên cạnh tàn ma và chặn bóng người kia lại. Tuy nhiên, 4 ma nhân vừa đến gần, đột nhiên,
Bụp 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 bụp. Cơ thể của chúng bị nổ tung trong không khí loãng, biến thành bốn màn xương máu và tiêu tan trong không khí. Cái gì? Mọi người đều bị sốc, tàn ma cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ông ta không dám do dự, lập tức dùng sức lột da tần linh ra, nhưng cánh tay vẫn chưa kịp kéo xuống dưới. Bóng người kia trực tiếp hất tàn ma lên không trung, đồng thời một tay ấn vào ngực ông ta, ép cho ông ta đập vào tòa nhà phía sau. Rắc! Tòa nhà phát nổ và đổ sập ngay tại chỗ, bụi mù mịt. Mọi người vây lại xung quanh. Sau khi lớp bụi lắng xuống, có một bóng người đáng sợ đang bóc cổ tàn ma bằng một tay. Khuôn mặt tràn đầy tà khí đáng sợ đang dán chặt vào mặt ông ta. Đôi mắt đỏ như máu và hung ác nhìn thẳng vào mắt tàn ma. Tàn ma toàn thân căng thẳng, da đầu không tự chủ được mà tê dại đi. Nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu này, trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác sợ hãi. Sao có thể như vậy được? Trên đời này, không kẻ nào có thể khiến tần ma này cảm thấy sợ hãi, ngay cả đạo chủ cũng không thể. Cút đi! Tần ma có chút tức giận, lập tức dùng con dao trên tay hung hăng nhắm vào phần đầu của người trước mặt. Nhưng con dao trong tay còn chưa kịp chém xuống, người kia đột nhiên vung cánh tay lên. Vút! Tần ma lại bay ra ngoài, đập vào cánh cổng dày và cứng của cấm địa như một viên đạn. Trầm! Cổng cấm địa bị phá ngay tại chỗ. Tất cả người thiên ma đạo và người của tộc ẩn ma đều sững sờ. Cánh cổng thực sự bị đập thành từng mảnh sao? Trưởng thôn ngơ ngác nói. Làm sao có thể? Vừa rồi chúng ta mấy trăm đại ma cùng nhau liên thủ cũng không phá được cánh cửa này. Người này tại sao lại đập nát được cánh cửa? Thực lực của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thiên ma đạo chết lặng. Tàn ma đại nhân! Một số người định thần lại, hét lớn rồi vội vã lao tới. Bọn họ nhìn thấy tàn ma lảo đảo đứng lên từ chỗ cánh cổng bị phá vỡ. Ông ta cảm thấy đau đầu chóng mặt và cơ thể như muốn rã rời. Khi tàn ma tỉnh táo lại, bóng dáng đáng sợ đằng kia đang đi về phía ông ta. Tàn ma thở dốc, lập tức hét lớn. Giết hắn! Giết! Các thiên ma đạo xung quanh cùng lao về phía trước. Tuy nhiên, đám người này vẫn không thể ngăn cản người đang đi đến. Xung quanh bóng người kia, tà khí tựa hồ càng trở nên sống động, trực tiếp hóa thành những thanh phong đao lớn chém về phía lũ thiên ma đạo đang xẹt tới. Xẹt xẹt xẹt. Cơ thể của đám thiên ma đạo kia đều bị xé vụn. Ngay cả khi một số người cố gắng chống lại bằng thiên khí và vũ khí của mình thì vẫn không ăn thua. Tất cả sự phòng thủ của họ đều giống như tờ giấy trước lưỡi phong đao sắc bén. Chẳng bao lâu sau, xung quanh người đàn ông đã trở thành núi xác và biển máu, giống như một cảnh tượng dưới địa ngục. Trong số 600 ma nhân đã lao tới, không một ai còn sống sót, tất cả đều bỏ mạng. Tàn ma sững sờ. Sức mạnh của người bước ra từ cấm địa đã khiến tất cả những người có mặt ở hiện trường phải kinh ngạc. Bất luận là người thiên ma đạo hay là người của tộc ẩn ma đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mọi khuôn mặt đều tràn đầy sự hoài nghi. Người này là người họ Lâm kia sao? Tại sao anh ta lại trở nên như vậy? Ngay cả tàn ma cũng không phải là đối thủ của anh ta sao? Anh ta không phải bị ma đầu hạ độc sắp chết sao? Làm thế nào lại mạnh như vậy? Người tộc ẩn ma lẩm bẩm, mắt ai nấy trợn tròn như đèn pha. Người thiên ma đạo dường như không thể chấp nhận hiện thực này. Thông tin tình báo sai rồi, tại sao ẩn ma lại có một kẻ lợi hại như vậy? Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tàn ma hai mắt nhíu chặt, cất tiếng hỏi. Đại nhân, chúng tôi không biết. Thiên ma đạo bên cạnh mồ hôi đầm đìa, thật là một lũ rác rưởi. Tàn ma nghiến răng, nuốt một viên đan và bước lên phía trước, chuẩn bị tận tay xử lý thực thể này. Nhưng ông ta vừa định cử động thì... Vút, hình bóng kỳ lạ trước mặt ông ta đột nhiên biến mất. Cái gì? Tàn ma thở hồng hộc, khi ông ta ý thức được thì đối phương đã đứng ở ngay trước mặt. Bàn tay quỷ! Tàn ma không dám do dự, gầm lên một tiếng, ma khí toàn thân bùng nổ, hóa thành vô số bàn tay yêu ma vươn về phía người trước mặt. Bên kia cũng vung nắm đấm tấn công về phía tàn ma. Mắt thấy tránh không được, tàn ma cũng chẳng thèm tránh nữa. Trong mắt ông ta là sự hung tợn, dự định trực diện đánh tay đối với người trước mặt. Bịch, nắm đấm đánh trúng ngực ông ta, sức mạnh của cú đấm lan khắp cơ thể tàn ma như một dòng điện. Phụt, tàn ma phun ra một ngụm máu, nhưng ông ta cố hết sức đứng vững, không dám nhúc nhích. Ông ta dùng hết sức bình sinh thúc giục những cánh tay ma quái xung quanh tóm lấy bóng người trước mặt. Vù vù vù. Những bàn tay ma quái ôm lấy toàn bộ vai và bụng của người kia. Tàn ma đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Hiện tại đến lượt tao rồi chứ?
Nói xong, ông ta gầm lên một tiếng dài, dồn hết sức bình sinh, dồn vào những bàn tay, hòng xé xác người đối diện. Bục bục bục. Mỗi bàn tay ma quỷ đều bộc phát sức mạnh khủng khiếp và đáng sợ. Chúng trở nên vô cùng to lớn, lộ ra từng tấc ma gân. Sức mạnh cuồng bạo tác dụng lên bóng người kia, tạo ra những tiếng động lớn như tiếng nổ. Tuy nhiên, bóng người đó không di chuyển chút nào. Đồng tử của tàn ma nở rộng ngay lập tức, bàn tay ma thuật của ông ta cũng không xé xác được người này. Không thể nào, không thể nào. Ông ta gầm lên trong đầu, không cam tâm và tiếp tục phát huy hết sức mạnh của mình. Nhưng mặc kệ ông ta dồn sức vào bàn tay, ma quỷ kia như thế nào, người trước mắt vẫn như cũ không chút lay chuyển. Căn bản là không thể xé xác nổi. Tàn ma chết lặng. Chỉ có nhiêu đó sức lực sao? Lúc này, bóng người trước mặt nói bằng giọng khàn khàn. Mày là loại quái vật gì? Tàn ma kinh ngạc hỏi. Bóng người không nói chuyện, mà giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay ma quái, sau đó dùng sức. Rắc, bàn tay ma quái còn to và dày hơn thắt lưng của một đứa trẻ trực tiếp bị bẻ gãy. Sau đó, bóng người tiếp tục làm như vậy. Bình tĩnh vươn tay ra, bẻ gãy từng bàn tay một. Sau khi tất cả bàn tay ma quái đều bị bẻ gãy, bóng người vươn tay ra, sau đó vỗ nhẹ vào người tàn ma. Bùm, một vòng tròn xung quanh chỗ tàn ma đang đứng nổ tung. Cú nổ lại khiến tàn ma văng ra ngoài như một viên đạn đại bác rồi rơi xuống khu cấm địa, làm lõm mặt đất tới vài mét. Mặt đất lại rung chuyển, giống như một trận động đất 12 độ Richter. Mọi người xung quanh đều kinh hoàng. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phụt! Tàn ma còn chưa kịp đứng dậy thì đã điên cuồng phun ra một ngụm máu, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng nhợt nhạt hơn. Đám ma nhân xung quanh đều ngây người, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Tàn ma mạnh nhất trong lòng họ sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vạn sát khí quy về một mối, người này đã biến đổi rồi, tàn ma sao có thể là đối thủ? Trưởng thôn yên lặng quan sát hết thảy, sau đó thì thầm. Ông ấy nhìn về phía cấm địa, đột nhiên như nhận ra điều gì đó. Ông ấy liền đẩy người đang đỡ mình ra, liều lĩnh tiến lên vài bước. Trưởng thôn, ông sao vậy? Những người bên cạnh không hiểu chuyện gì, vội vàng hỏi. Trưởng thôn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cấm địa, nhìn những thi thể đang thối rữa nằm như ngả rạ trên mặt đất. Trưởng thôn, xem ra tổ tiên chúng ta lựa chọn người này. Bà lão ôm ngực đi tới, cười khổ nói. Trưởng thôn nhắm mắt lại hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu. Tất cả những điều này đều là lựa chọn của tổ tiên chúng ta không thể đi ngược lại. Không ngờ rằng tộc ẩn ma chúng ta đã đợi lâu như vậy, nhưng tổ tiên lại không chọn người trong tộc mà giao phó sinh tử của chúng ta cho một người ngoài. Vận mệnh thật thích trêu người. Trưởng thôn nên tôn trọng lựa chọn của tổ tiên, bà cụ nói. Trưởng thôn không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Vì người đàn ông đi ra từ cấm địa này mà cục diện lúc này trở nên rất quỷ dị. Tàn ma được một số người dìu đứng dậy, sự tức giận và không cam tâm hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Giết! Xông lên hết cho tôi! Giết hắn! Mau lên! Tàn ma lại gầm lên. Bao vây! Giết! Người thiên ma đạo từ bốn phía một lần nữa lao tới, đám đông như biển, nhấn chìm bóng dáng đó. Ma nhân vốn là những kẻ khát máu và tàn bạo. Mặc dù người đàn ông kia có sức mạnh rất đáng sợ, nhưng đám ma nhân kia cũng không sợ chết mà tiếp tục lao về phía trước. Tàn ma cũng vậy, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy viên đan dược, do dự một chút rồi trực tiếp nhét vào trong miệng. Đại nhân! Ma nhân bên cạnh mặt tái nhợt vì kinh ngạc, vội vàng ngăn cản nhưng không kịp, hắn lập tức quỳ rạp trên mặt đất, đau đớn nói. Đại nhân, tại sao phải làm như vậy? Nếu như rừng còn thì lo gì không có củi đốt? Nếu không đánh thắng kẻ này, không chiếm được thôn ẩn ma thì trở về cũng chết. Thiên ma đạo gần đây thất bại quá nhiều. Tử Long Thiên thất bại thảm hại, mất đi khuyết thần giả. Nếu giờ lại thua, đạo chủ làm sao có thể dung thứ cho tôi? Cho nên hôm nay tôi nhất định phải ra tay. Tản ma gầm lên, giơ lòng bàn tay lên và móc vào tim chính mình. Phụt, năm ngón tay của ông ta trực tiếp đâm vào trong cơ thể, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ lồng ngực. Sau đó ông ta rút năm ngón tay đỏ như máu ra, điên cuồng quất vào mặt mình. Hàng loạt lá búa gớm ghiếc và đáng sợ xuất hiện, đồng thời đan dược mà tàn ma nuốt vào cũng bắt đầu phát huy dược tính. Lá bùa tựa hồ cảm nhận được uy lực của đan dược nên lập tức bùng phát ra một luồng ánh sáng màu máu đáng sợ. Hơi thở của tàn ma bắt đầu mạnh lên. Ma tính bộc phát sao? Trưởng thôn vừa nhìn thấy thì cả kinh, lập tức quay đầu lại hét lớn.
Cậu Lâm mau ngăn tàn ma lại, hắn đang giải quyết hết ma tính của mình. Một khi làm như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, khi đó sẽ không ai ngăn cản được hắn. Sau khi nói xong, trưởng thôn bất chấp tất cả lao về phía trước cùng với tất cả các thành viên của tộc ẩn ma. Bảo vệ tàn ma đại nhân, ngăn bọn chúng lại, không cho bọn chúng tới gần. Người thiên ma đạo cũng phản ứng lại. Ngay lập tức, dàn thành một hàng trước mặt tàn ma để bảo vệ ông ta. Người của tộc ẩn ma cũng là ma nhân, bọn họ biết tàn ma đang dùng thủ đoạn gì. Nếu không thể ngăn cản càng sớm càng tốt, một khi ông ta bộc phát thành công tất cả ma tính của mình thì nơi đây không ai có thể là đối thủ của tàn ma. Tộc ẩn ma tấn công như đã phát điên, nhưng nhiều người vốn đã bị thương nặng, quân số lại không đủ nên làm sao có thể dễ dàng xuyên thủng hàng ngàn phòng ngự và ngăn chặn tàn ma đây. Nghe được lời của trưởng thôn, bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên, mang theo tà khí vô tận lao về phía tàn ma. Nhưng đám người thiên ma đạo bây giờ thậm chí còn điên rồ hơn. Một số lượng lớn ma nhân lấy ra đan dược, noi gương tàn ma, giải phóng ma tính trong cơ thể. Tất cả đều dùng tính mạng để ngăn cản đối thủ. Mặc dù xung quanh cơ thể anh đều là tà khí giống như cối xay thịt, ai tới gần sẽ bị tà khí xé xác, nhưng đám ma nhân kia vẫn không chịu dừng tay. Toàn bộ thôn ẩn ma bị nhuộm đỏ bởi máu. Gần như có một lớp thịt và máu dày trên mặt đất. Những trận chiến tàn khốc được thăng hoa bằng ý chí điên cuồng của con người. Bóng người ấy cứ bước đi, cố gắng tiến về phía trước. Với sự xuất hiện của anh, tuyến phòng thủ bảo vệ tàn ma bắt đầu thất bại. Soạt. Sau khi một ma nhân bị tà khí xé xác, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng bị xé toạc. Thấy vậy, một người của tộc ẩn ma lập tức bay vào và toan giết chết tàn ma bên trong. Nhưng người đó chưa kịp đến gần. Bùm! Một luồng không khí đen truyền tới, thổi tới và đánh trúng người đó. Trong tích tắc, cơ thể người đàn ông nổ tung và anh ta tử vong tại chỗ. Cái gì? Trưởng thôn sửng sốt, mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm về phía trước với đôi mắt mở to. Chỉ thấy một luồng ma khí phóng vụt lên bầu trời, một tiếng gầm khiến người khác run sợ, vang vọng khắp không gian. Ma tính của tàn ma đã được giải phóng hoàn toàn. Đại ác ma đã đến. Ma ý đáng sợ, giống như sóng lớn dâng trào, lấy tàn ma làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Tất cả ma nhân cảm nhận được luồng ma ý này đều quỳ xuống, kinh hoàng khiếp hãi. Dù là người của tộc ẩn ma cũng bị luồng ma ý này chinh phục, run lẩy bẩy, bàng hoàng chao đảo, hoàn toàn không dám tiến tới. Lúc này, tàn ma đã hóa thành đại ma vô địch thiên hạ. Ông ta đứng bên này, ma nhân hay ai khác đều mất đi ý chí chiến đấu, chỉ biết dập đầu khuất phục, xin tha. Tiêu rồi, tiêu cả rồi, phải làm sao đây? Trưởng thôn và những người khác mở to hai mắt, sợ hãi lùi về sau. Trưởng to hai mắt nhìn ra đằng sau phòng tuyến của thiên ma đạo. Nơi đó sương đen lan tràn, khói dày đặc, cuồn cuộn. Một bóng người dữ tợn bước ra. Đó là tàn ma. Bây giờ tàn ma đã khác hoàn toàn với lúc trước. Cơ thể ông ta rắn chắc hơn gấp đôi, người toàn là cơ bắp, da vô cùng đỏ. Ma văn tràn ngập toàn thân, huyết quản nổi lên bao phủ tứ chi, 10 móng tay dài như dao lưỡi liềm, răng cũng trở nên sắc nhọn hơn. Đây là thời khắc mạnh nhất của tôi. Tàn ma hung dữ nhìn người kia, lạnh lùng nói. Cả đời ông ta chưa bao giờ có thời khắc nào mạnh mẽ như lúc này, sức mạnh tràn ngập mỗi một tấc xương thịt, mỗi một huyết quản trong người ông ta. Lúc này, ông ta cảm thấy mình như có thể phân cao thấp với cả đạo chủ. Mặc dù tôi phóng ra ma tính cuối cùng sẽ kiệt quệ mà chết, nhưng tôi không được phép thất bại. Tôi sẽ tự tay xé xác cậu. Tôi sẽ bảo vệ vinh quang của Thiên Ma Đạo. Tàn ma hét lên, cất bước lao về phía người kia. Vù! Tốc độ giống như dịch chuyển tức thời. Tàn ma ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt người kia, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đánh về phía đầu người kia. Ầm, những làn sóng sức mạnh nổ ra ở nơi va đập, giống như sóng cuộn trào, không ngừng lan rộng ra từ phía. Người xung quanh bị sóng sức mạnh hất văng, người đứng ở gần bị ảnh hưởng mà nôn ra máu, có người tử vong ngay tại chỗ. Người kia thì bị tàn ma đánh sâu xuống lòng đất 1.000 mét, một hố sâu không thấy đáy được hình thành, vẫn chưa kết thúc đâu. Tàn ma gào lên, chui xuống dưới lòng đất, đào đất lên, ục 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 ục. Mọi người nhìn thấy dưới lòng đất phát ra những âm thanh quỷ dị, bề mặt đất rung chuyển. Âm. Không bao lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên, người bị đánh sâu vào lòng đất lại bị hất văng ra ngoài, bay lên không trung cao vạn trượng. Tàn ma cũng bay ra khỏi lòng đất. Trên người bùng nổ vô số ma khí hóa thành muôn vàn xúc tu, vây quanh bóng người trên không trung. Chẳng mấy chốc, người trên không trung đã bị bao bọc thành chiếc bánh chưng. Sau đó, âm.
Vụ nổ tung trời lại xảy ra giữa không trung. Bánh chưng do xúc tu bao bọc lại bị kích nổ. Ánh sáng nổ ra trông giống như cây thánh giá hình thành giữa không trung. Nhưng tản ma vẫn chưa dừng lại. Ông ta gào lên lao vọt tới. Ma khí trên người lại hóa thành xúc tu bao bọc lấy người kia dẫn nổ. Cùng lúc đó, ông ta tiến sát đến. Hai nắm đấm thô to điên cuồng bung ra. Một bên là nắm đấm với sức mạnh khổng lồ có thể sánh ngang mấy vạn cân. Một bên là xúc tu tạo thành từ ma khí đáng sợ ầm ầm nổ tung. Trước đòn tấn công dày đặc này, đừng nói là người, e là thần linh cũng sẽ bị đánh nát vụn. Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn chỗ đang phát nổ liên tục trên bầu trời, không khỏi kinh hãi. Ma khí lan tràn nhuộm đen cả bầu trời, che khuất mặt trời, nuốt chửng người kia, cứ vậy kéo dài mười mấy phút. Ầm. Một tiếng nứt vỡ vang lên, tựa như tiếng gào thét của cự ma từ vực sâu. Sau đó, bóng người ấy bay ra từ trong ma khí dày đặc, giống như sao băng va vào một ngọn núi nguy nga bên ngoài thôn ẩn ma. Ầm, ầm, cả ngọn núi hóa thành cát bụi, không còn tồn tại trên đời. Ai nấy há hốc miệng kinh ngạc. Tàn ma từ trên trời đáp xuống, vẫn còn thở hổn hển. Đòn vừa rồi tiêu tốn rất nhiều sức lực của ông ta, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Sau khi giải phóng ma sinh, sinh mệnh của ông ta không còn bao lâu, tiêu hao bao nhiêu năng lượng, tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh cũng không quan trọng. Người này thật sự là rất lợi hại. Ẩn ma tộc, từ lúc nào lại xuất hiện một cao thủ đáng sợ như vậy? Tin tình báo sao lại có sai lầm nghiêm trọng như vậy? Những kẻ kia rốt cuộc đang làm cái gì? Tàn ma thở hổn hển, trong mắt là sự tàn nhẫn. Bất luận thế nào, người đàn ông kia phải chết. Như vậy hậu họa mới được giải quyết. Tàn ma xoay người, nhìn về phía người của tộc ẩn ma đã bị áp chế, lạnh lùng nói. Hy vọng các người đã chết, các người có thể tiếp tục tuyệt vọng. Nhưng ông cũng không sống được bao lâu nữa. Một tộc nhân nghiến răng nói. Đúng vậy, tôi thật sự không sống được bao lâu. Nhưng nếu có thể đem người của ẩn tộc ma chôn cùng thì cũng không hề lỗ. Huống chi tôi chỉ kiệt sức mà chết, còn các người thì chết thảm. Tàn ma gầm lên dữ dội. Lúc này ông ta vô cùng tức giận. Ban đầu ông ta nghĩ rằng trận chiến này sẽ rất dễ dàng, nhưng không ngờ rằng mình lại đi đến nước này. Nhưng ông ta không hối hận, dù sao nếu trận này thất bại, trở về cũng chỉ có chết. Vậy thà là liều một lần, có lẽ sau khi trở về Thiên Ma Đạo, đạo chủ sẽ thương xót và cứu mạng ông ta. Nhưng trước đó, ông ta phải xử lý tộc nhân, tộc ẩn ma cái đã. Người đâu, chuẩn bị dụng cụ rút xương, xẻo thịt, rút gân, xé xác cho tôi ngay tại chỗ, sau đó kéo tất cả phụ nữ và trẻ em trong làng ra ngoài. Tôi sẽ tra tấn các con của người khác đến trước mặt các người. Tôi sẽ làm nhục vợ các người trước mặt các người. Tôi muốn các người đau đớn, sống không bằng chết. Tàn ma gầm lên, hoàn toàn mất lý trí. Cái gì? Gương mặt những tộc nhân tái nhợt vì sợ hãi. Không, tha cho tôi đi, buông vợ tôi ra. Người thiên môn đạo lao vào đám đông và lôi phụ nữ và trẻ em ra. Khung cảnh thật hỗn loạn. Các thành viên khác của tộc ẩn ma điên cuồng lao tới để ngăn cản họ. Nhưng vô ích, họ nhanh chóng bị đàn áp bởi những ác ma khác từ thiên ma đạo. Tập 605 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.